lắm, còn cá nhiều lắm. Dạ, hôm nay hội đủ duyên lành cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến đây phóng sanh buổi lễ nhân ngày 29 tháng 2 âm lịch. Thứ nhất là xin hồi hướng công đức Tết tức thể các loài súc sanh bổ báo thân ngày đồng sanh Tây Phương Cực Lạc và đồng được thành Phật ở Vị Lai. Nguyện các vị tụng kinh hồi hướng là cũng được chư Phật mười phương chứng minh. Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà. Con cảm ơn mọi người. Phà cũ nè cô, ngay cái đường hẻm nhỏ đó cô đi vô đi. Cảm ơn mọi dạ, người. Đúng rồi, nhưng mà giáo viên niệm A Di Đà Phật. Dạ, dạ. 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 A Di Đà Phật. Trời ơi, cảm niệm công đức của mấy chị rất nhiều nha. Có gì cảm ơn ông lớn luôn cho được em được giáo viên niệm Phật. A Di Đà Phật. Ủa, ông kia đâu trả tiền cho ông nè. Thôi, nhà tiền cho. Có anh trả cho chị này được không? Xuống nè, cứ xuống nè, uống đi mấy chị. Nè, mỗi người chai đi, nè. Cảm ơn con biết rất nhiều nha, hẹn gặp lại. Chào ông Minh nha. Dạ. Bây giờ cũng cảm ơn nhiều ạ. Đợi nữa. Đây là một vị Bồ Tát rất tốt bụng nè cả nhà. Tạo điều kiện cho mọi người có nhân viên thả cá. Mà cái thực bình để quý bà con mà thả cá thì thả cua ở đây thì tuyệt vời nha. Cua nè, rồi ếch nè, lươn nè, ốc nè thì có thể bám vô lục bình được. Đây là một cái điều kiện rất lý tưởng cả nhà. Đây là hiện tại thì chúng con đang đứng ghi hình tại bến phà An Phú Đông hay gì đó Phật. Mọi người phóng sanh đây nhiều khi người ta dẫn theo con cái hay là cá lên vô bờ mà hay người ta hay đuổi xuống á. Bởi vì cái đó rất là nguy hiểm. Tại vì trên mạng đã đi nhiều lần rồi, có nhiều trường hợp là con té xuống rồi cái mẹ xuống luôn rồi hai người cùng chết luôn. Cái này người ta rất là nguy hiểm. Nên là mọi người phải chú ý ha. Giờ ở đây đường bờ sông rất trơn trượt, nhất là có trẻ nhỏ. Và đặc biệt là những người không biết bơi thì phải có áo phao. Đây vì bờ sông nó rất là trơn. Nó phóng sanh xong thì cứ thả xuống đi, đừng có đập cá. Tại vì khi mà thả xuống là cá nó đang rất là nó yếu. Yeah. Nó cần lên bờ để nó ngớp không khí xong rồi nó mới lên đưa, nó mới đi ra ngoài được. Đừng nên đẩy xuống rồi nó thì không được nước. Nó nước lạ mà. Môi trường lạ là nó đâu có ấy được. 2 năm rồi ha. Công đức vô lượng luôn cả nhà. Tạo điều kiện cho mọi người có nhân viên thả cá đầy đủ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
đừng bắt cái dạng tội nghiệp. Thả ngã cái bụng ha, vậy nó đau lớn chứ không. Thả đi, thả đi, thả đi, thả đi, về dưới như không nước đi. Chỗ mấy cái bụi cây này nó hít vô bụi. Đó, nó qua bụi đó. Hít mấy cái bụi rậm. Chứ nó lượm cái bụi rậm nó vô được. Cần tại vì, luôn tại vì nó không biết nói thôi à, mình nói là con thú, mình là con người mà dạ. Con người như anh nè, tôi đánh anh biết đau dạ. Anh cũng biết đau, anh cũng biết chửi, mình nói sao nó chửi được, nó biết nói đâu. Nhưng mà bởi vì thả nó rồi mình phải lùa cho nó đi, chứ để đây mấy kia lấy lưỡi câu câu vô bụng vô họng nó sao nó không đau. Cái gì nó cũng vậy, tạo quá là phải vậy thôi. Nhưng mà mình phải biết, con chó mình nuôi ở nhà nó cũng biết đau nữa, chẳng qua nó không biết nói thôi. Mình là được cái kiếp, mình là được kiếp người là mình quý lắm rồi, mà mình không biết thương nó cũng như không. Vậy là Phật có nhắn gửi gì những người đi phóng sanh không? Có cái nhắn gửi gì cho chia sẻ kinh nghiệm gì không? Vậy là Phật không có, tôi thì không có nhắn gửi gì hết, nhưng mà tôi thấy phóng mấy người mà phóng sanh là tốt thôi. Dạ. Yeah. Tại vì em mà dù gì em cũng có pháp danh. Dạ. Yeah. Bên Phật giáo. Dạ. Yeah. Em được thầy chủ trì đặt tên là Thiện Nhân. Dạ. Yeah. Mà hồi đó em không biết là Thiện Nhân là gì. Thật sự thầy đặt không biết. Là người lương thiện. Xong rồi mới hỏi qua thầy. Yeah. Thầy nói là Thiện Nhân á, thiện là con thiện, nhân á là người. Yeah. Là người tốt trong những người tốt. À gì đẹp thầy. Không biết sao thầy nhìn mặt sao thầy đặt luôn. Yeah. Ông anh tên là Thiện Bủ. Yeah. Ông anh quen á cũng giống như tôi quen anh á, ông tên là Thiện Bủ. Yeah. Tôi ấy, được thầy đặt tên là Thiện Nhân. Tôi còn cái sổ pháp danh của tôi luôn mà. Yeah. Không phải, tại nó vòng vòng chiếc phương. Trung ương nó cũng đi à, tại không biết sao. Nó mới xuống nước, nó lạ, nước lạ cái. Nó vòng vòng nhưng mà nó đi. Còn cái quan người mình thả nó, mình thả nó vòng vòng. Nước nó quay nó phải đi rồi. Cũng giống như mình mua nhà. Mình muốn mua căn nhà nữa, cái sớm mình lỡ quá à. Mình đi đâu, đúng không? Cứ vòng cái chớm rồi qua tuần nó phải năm giây rồi mình mới đi. Quy luật là vậy rồi, không có trốn đâu hết trơn. Cái là nó mặc đồ xám á, tới giờ này là giờ em đi lấy số bán nó vô. Mỗi lần ra em đi lấy số là vô đây coi anh đắt cá. Giờ phải đi lấy số nữa. Dạ. Yeah. Ông này ông tắt rồi nè. Nhưng mà nước này á, nước sông á, thả mấy con này tốt hơn. Anh thả cái chép tội lắm. Và cái chép nước này nó không có hợp, dễ chết lắm. Nước này phải thả mấy con cá rô, cá trời á, tốt hơn. Mấy con này nó mạnh, nó bơi được. Còn mấy con cá chép thì nó yếu. Xuống nước này, hên, nước lớn không nói. Nước rút cạn nước là nước đen, cá chép dễ chết lắm.
đó vừa thả xuống nó làm ổ rồi nó vô rồi, thấy không? Tôi ấy, anh nhiều khi tôi cũng có đi chùa ở rồi gì à, cháu bà đó có mấy người mà người ta tội con nó bụi cái đầu bự luôn kìa, lùa nó ra ngoài đi, để cái tay lại bơi ra ngoài đó, nó kìa, nó cho đi ra ngoài đi. Thấy có những người á, thấy có những người không là người ta đó, là người ta đi thả cá, người ta đi thuyền đúng không, mà ai biết rồi trong bên châu đốc ba lớn đâu phải nhỏ đâu, toàn là thả mấy con cá chép ở trong bọc không à, thả vậy chứ không có gì giết con người ta ra giữa sông thả cá nào mà bơi nổi. Anh nghĩ đây, bản thân mình đây chụp anh ra giữa biển nó bơi nổi không, muốn giữ con cá nó nhỏ xíu à sao bơi nổi, nó chết mấy con có tội nó như sợ luôn. Cuối cùng nhiều khi mình ngẫm nghĩ trong đầu á, mình làm công đức đứng đầu mình không thấy, mình thấy mình làm con đứt thở không, thả phải kiếm cái chỗ vậy nghiêng thả cũng được, tự động nó đi đem ra giữa sông thả còn nội con nào sống nổi, mình đi dùng giữa biển mình bơi còn nổi nó không tới cá. Làm người đấy nhiều khi mình cũng muốn phóng sanh giống người ta, tại khả năng không cho phép thôi thì ta phóng sanh. Em nhiều khi thấy cá trên bờ em cũng bắt dục xong luôn, mình muốn phóng như người ta khả năng mình không có, nhưng mà nhiều khi ông bán cá nè, ông bán cá nó nhảy lên bờ, em ra đây nè bắt mấy cá dục về thủy cung với mày, dục về tao lấy gì tao khả năng mua mày, tao phóng chết mày, thôi mày đi tao lụm mày được tao đi vậy đó. Em đi được em lụm cá hoài đâu, mấy con cá gô với bà đi chợ mua về nó nhảy, đi xe nó nhảy á, bắt vô đây dục cho đi. Không sao, nếu sau này mình không có đủ khả năng tài chánh thì mình cũng hoan hỷ với việc làm của người ta thì công đức vẫn như nhau. Như một ngọn đèn mà qua trăm ngọn đèn ánh sáng đó là như nhau, công đức là vô lượng, vô biên, mình cứ hoan hỷ tùy thuận công đức. Đúng mình rồi. Vui với việc làm của người ta thì cũng là công đức như nhau nha. Không cần phải bỏ tiền, cứ đúng hoan rồi. Hỷ vui vẻ với họ là công đức đó đã tràn đầy và viên mãn, A Di Đà Phật á. Còn cứ vừa đi bán vừa niệm A Di Đà Phật ha. Em đi bán em niệm rồi. Dạ. Mình niệm Phật bệt thì mình bèn nghỉ ngơi khỏe rồi thì phải mau niệm Phật tiếp. Mà đi bán Phật. Mà niệm Phật bán tệm nha. Dạ. Hay quá, hơi nhìn màu. Dạ. Phật Bồ Tát an bài sắp đi xếp. Đi bán nhiều cái giấy số còn mệt quá anh biết không? Nhiều khi đuối quải, nhiều khi làm biến đi luôn, nhưng mỏi. Cứ ở trong đầu mình niệm mình không có tiếng, cứ ai Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tự nhiên em bán rồi là em đi về nhà hết số luôn, không hay luôn. Em biết để ý mấy lần rồi đó. Tại hồi đó anh biết sao, nói ra thì không ai tin. Mình sống mình có cái sự tin mình mới biết. Em đã chết hết lần rồi, em biết mà. Em chết cái giờ em biết luôn á. Em chết lúc rồi 3 giờ cái gì? Thiếu 15, 3 giờ em đi về dưới luôn rồi đó. Thấy đi luôn á. Nhưng mà bị cản lại, thấy bị cản lại không có thấy người thôi. Chứ mình nói ra người ta không tin luôn. Người ta nói ở trên đời này là có sống rồi thôi, chết là hết, không có chết. Nè, em tôi nói anh nghe, mấy người mà có cái câu nói không có trên đời nói vậy, chết là hết, là mấy người là nói ngang, gọi là nói ngang nói ngược thôi. Nói coi như là có mà để nói thôi, nghĩ chết là hết, đương nhiên chết là hết. Ông lại chết là mày còn, mà chết là mày nín thở rồi, còn mày còn thở sao gọi là mày chết. Nhưng mà cái chết nó vẫn còn, nó còn phải là còn cái xác mà còn cái linh hồn, cái hồn mình đó chứ phải không còn rồi. Nói ra không ai tin anh biết không, cứ nghĩ là chết là hết thôi, là nói ngang nói ngược thôi. Thôi dạ. Em đi lấy số thôi. Dạ A Di Đà Phật. Lấy số về bán số mày. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha, vạn sự như ý nha A Di Đà Phật. Đây ai lùi đó cho nó đâu mà vô rồi. Dạ A Di Đà Phật. Ơi cứ về luôn em. Về nhá. Rồi ra khỏi nhà nhá. Dạ dạ. Cái bờ sông này thì mỗi ngày đều có người đến thả cá A Di Đà Phật. Ngày nào người ta cũng đến thả cá đó. À ngày nào họ cũng đến. Đặc biệt mấy ngày rằm một là người ta thả rất là nhiều. À mùng 1 với 15 ha. Đúng rồi. Ngày thường người ta cũng thả, nhiều khi người ta giải nghiệp á. Dạ. Người ta cũng thả nhiều.
cái bờ sông này rất là lý tưởng để cho mọi người thả ốc, cua và ếch. Tại vì khi con ếch á, mà cả nhà thả ra sông lớn thì nó sẽ bị đuối chân, mà nó phải có bám vô lục bình hoặc là cỏ cả nhà. Nó bơi dưới nó sẽ đuối chân. Những cái con vật sống ở cái cỏ lục bình là phải cần những cái môi trường sống như thế này. Người ta không biết, người ta thuê đò ra sông lớn để thả, nhưng đâu có tốt đâu. Dạ. Yeah. Sông lớn nó không chỉ là những sông nó lớn, chỉ thả ra cá nó không chịu được. Nó phải thích nghi với môi trường nước. Tùy theo cái môi trường sống của nó mà chúng ta thả đúng nơi cả nhà. Ở đây thuê đò chắc mình phải dặn trước hay là lúc nào cũng có đò ở đây? Lúc nào cũng có. À lúc nào cũng có. Cái đò của nó là đò đi qua miếu nổi bên kia. Dạ. Yeah. Người ta chở cho mình nhu cầu, mình muốn ra sắp Sài Gòn thì ta chở ra sắp Sài Gòn. Dạ. Yeah. Đi ra ngã ba tới sắp Sài Gòn. Dạ. Yeah. Vậy thì Phật Ngài muốn chia sẻ gì thêm với khán giả trên toàn thế giới này xem khi xem video không ạ? Có dặn dòi gì nữa không ạ? Những cái dặn lại thôi, chứ thực ra thì phóng sinh là một điều tốt. Đấy. Nhưng mà cũng không nên tụng quá lâu đúng không? Đúng rồi. Mình đến bờ sông thì phải mau mau thả chúng xuống rồi đó, mình tụng niệm gì thì mình tụng niệm đó nha. Nhưng mà chứ mình đừng có đứng tụng niệm lâu quá, cá nó chịu nổi. Dạ. Yeah. Tại lúc mình vừa mua về là cá nó đã ấy rồi. Dạ. Yeah. Thì đến bờ sông phải mau mau lập tức thả đi, rồi mình đứng có tụng niệm gì đó, mình cứ tụng niệm và khấn nguyện. Chứ mình tụng niệm xong mà thả ra nó chết lăn lóc trắng cả bờ sông thì đó là mình tạo thêm sát nghiệp. Phải chọn nước lên để thả, chứ mà nước xuống thả là nó sẽ chết. Dạ. Yeah. Cái nữa là đặc biệt là đừng bao giờ thả cá chép. À, tại sao ở môi trường này thả cá chép không được à? Môi trường này thả cá chép nó sẽ chết. Bởi vì nước này là nước động. Nước. Cá chép thì ở nước tĩnh. Nó không thở được. Nó không thôi được. Tại vì quá nhiều lục bình à. Hay gì đâu Phật. Cá chép cũng phải thở ra nước lớn. Nước lớn. Nước này là nước đen nên thả xuống nó sẽ thở không nổi. À thì ra là phải môi trường nước lớn. Cảm ơn ai vậy Phật. Cá chép nhỏ. Cá nhỏ thì sống được. Cá nhỏ là không thì không được. Cá nhỏ cũng không sống nổi. Lên bờ chết hết. À. Cá nhiều cá lên gấp gấp rồi. Đâu không nổi đâu. À. Thứ nó là sẽ bám với lục bình nhưng mà sống đánh quá cũng sống không nổi đó nha.